là vui cũng như là vỡ hòa khi mà mình được xướng tên là Á hậu 1 của Miss Việt Nam 2024. Đến bây giờ thì em vẫn luôn luôn muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các khán giả cũng như là ban giám khảo và những người luôn tin tưởng và ủng hộ mình anh trong trận hành trình của Miss Việt Nam. Chính hỏi là em cảm thấy thuyết phục với chiến thắng của Kỳ Duyên mọi người đang nắm tay với không? Em nghĩ là không chỉ em đâu mà tất cả mọi người ở đây, các anh chị báo chí hay là các bạn khán giả đều thuyết phục với chiến thắng của chị là Kỳ Duyên. Và em mong rằng là chị sẽ giành được tích cao cho đấu trường quốc tế sắp tới. Cái yếu tố mà em nghĩ mà mình chưa bằng Kỳ Duyên để có thể đăng quang là gì? Em nghĩ là sự trưởng thành cũng như là kinh nghiệm khi mà chị Kỳ Duyên đã làm họ Việt Nam mấy năm trước rồi. Đến bây giờ thì chị quay trở lại cũng rất là mong nhiều người cho rằng là gương mặt mẫu của em thì nó là một cái rào cản khiến cho em trở thành hoa hậu, thì em nghĩ như thế nào trước nhận định đấy? Và em nghĩ mình rằng dù gương mặt nào đâu có bất cứ một tiêu chuẩn nào để mình có thể phải đẹp đâu, chỉ cần em hay là tất cả những người khác đều luôn tin vào chính mình và sống là chính mình, em nghĩ đó là điều đẹp nhất. Cái khó khăn lớn nhất mà em đối mặt trên cái hành trình 2 tháng qua là gì? Chắc chắn là khó khăn lớn nhất chính là tìm lại bản thân em. Tại vì bản thân mình xuất phát điểm là một người mẫu. Và khi bây giờ mình tham gia một cuộc thi hoa hậu thì mình cần phải học về cách kết hợp này, cách trình diễn này, một tất cả mọi thứ. Cho nên là mọi điều nó phải thực sự là tổng hợp lại để em có thể trưởng thành hơn, để đứng được ở vị trí này. Tức là kể từ thời khắc này thì em muốn mọi người biết đến em với vị trí là Á hậu, và bắt đầu em thay đổi hình ảnh để phù hợp với hình ảnh Á hậu hay không? Em nghĩ là em sẽ giữ nguyên cái bản sắc của em, và em mong rằng là mọi người sẽ dần dần nhìn nhận em một cách nhẹ nhàng hơn và yêu thương em nhiều hơn ở trong cái sắp tới. Chắc hỏi là tại vì là cuộc thi này chỉ có hoa hậu thì mới được đi thi quốc tế. Thì em nghĩ rằng là nếu trong thời gian tới có một cái cơ hội được xuất ngoại ở một cuộc thi hoa hậu quốc tế thì em có sẵn sàng tham gia hay không? Dạ chắc chắn rồi, tất cả những cơ hội mà đến với em thì em luôn luôn nắm chắc. Và nếu có một cơ hội để tham dự một cuộc thi quốc tế thì không có lý do gì mà không được đi cả. Cho anh hỏi một câu là ở trước đêm trước mà thi công bố top 10 á, thì có một thành viên trong ekip có những cái status rằng là có những bạn thí sinh rất là kỷ luật tuy nhiên vẫn bị out top, có những thí sinh thì không kỷ luật thì lại được vào top. Thì em là một thí sinh tham gia thi á, thì em có chứng kiến được những câu chuyện này không, và em có chia sẻ gì về status này không? Bản thân em 2 tháng qua mặc dù là chúng mình thi cùng, tất cả các cô gái đều thi cùng nhau, nhưng mà chúng em chưa có như thật là nhiều cơ hội để nói chuyện cũng như là giao tiếp với nhau. Còn về việc kỷ luật hay không thì em nghĩ là em luôn luôn bản thân em nghiêm khắc với em trước, là em luôn luôn giữ được kỷ luật, em luôn giữ được trình tự, như là follow mọi luật lệ cũng như là yêu cầu mà ban tổ chức đưa ra. Em hỏi một tí xíu là trong vai trò là các thí sinh với nhau trong cuộc thi á, thì khi mà trong quá trình thi tiếp xúc là chị Kỳ Duyên á, thì về cái tính cách hay là về cái con người hay là bản thân của anh cảm nhận á, về năng lực của Kỳ Duyên như thế nào? Em nghĩ là bản thân em không thể phủ nhận năng lực của chị Kỳ Duyên được, mà điều đó sẽ phải từ khán giả cũng như là ban chuyên môn nhận định. Còn đối với em luôn dành sự tôn trọng nhất định cho chị Kỳ Duyên, vì chị ở ngoài đã là một celebrity, là một vị giám khảo cũng như là đã ngồi rất nhiều các chương trình rồi, và em luôn dành cho chị những sự tôn trọng nhất định. Và bản thân em thì em nghĩ là cái xứng đáng của chị Kỳ Duyên hôm nay thì cái chiến thắng của chị Kỳ Duyên hôm nay là hoàn toàn gì? Trong cuộc thi thì hai chị em có cơ hội để trò chuyện hay với nhau gần dạ có chứ ạ, chắc chắn là những cái lúc mà mọi người cũng thấy là những lúc ghi hình thì hai chị em có gần với nhau, và hai chị em cũng mở lời tương tác với chị Duyên, mà chị Duyên cũng rất là thân thiện để nói chuyện lại với em. Trên bản là em có nhận được thấy một cái sự ưu ái của ban tổ chức dành cho Kỳ Duyên trong suốt cuộc thi hay không? Em nghĩ là em không cảm thấy điều đó, vì bản thân em chỉ nghĩ đến riêng cho bản thân em và tập trung vào phần thi của mình thôi. Cho nên là bất kỳ bạn thí sinh nào có sự ưu ái từ ban tổ chức thì em cũng coi đó là một điều mà tốt cho các bạn, nhưng mà bản thân em thì chỉ tập trung vào phần thi của mình em thôi. Nếu mà so sánh Quỳnh Anh với lại Thúy Quỳnh đó, thì bạn cảm nhận là mình hơn Thúy Quỳnh cái điểm gì để mình trở thành vị trí Á hậu 1? Dạ em nghĩ là với chị Thúy Quỳnh thì cả hai đều có nhan sắc này. Chị Quỳnh cũng là một người rất là xinh đẹp, cũng rất là thông minh. Còn việc dừng chân ở vị trí nào ngày hôm nay thì là do quyết định của ban giám khảo.
nên là em luôn luôn tôn trọng quyết định của tất cả. Quỳnh Anh ơi, cho anh hỏi là tại vì trước khi mà em trở thành áo hậu một á, thì trên các sàn diễn á, thì em cũng rất là không kén chọn vị trí khi mà trình diễn. Thì cho anh hỏi rằng là sau cuộc thi này thì nếu như mà được mời trình diễn ở vị trí mà nó phù hợp, không phải là vị trí vedette hoặc cosplay, thì em có nhận lời hay không? Bản thân em thì ngay từ đầu đã nói, chia sẻ, kể cả khi trước khi em tên đăng ký tham dự Miss Universe Việt Nam 2024 là dù em có ở vị trí nào đi nữa thì em cũng luôn chỉ cần cố gắng tỏa sáng hết sức, thì em kể cả có cosplay hay là vedette hay là những thứ tự 2, 3, 4 thì em đều không quan trọng. Bài học em lớn nhất mà em nhận được từ cuộc thi này là gì? Chắc chắn bài học lớn nhất của em đó chính là rèn luyện bản thân mình nhiều hơn này, học được cách bình tĩnh hơn này, và chắc chắn là hình ảnh của em sau này sẽ được đa dạng hơn. Cái nền tảng giáo dục từ gia đình thì góp phần quan trọng như thế nào vào thành công của em ở thời điểm hiện tại? Dạ, chắc chắn là mọi người, mặc dù hôm nay mọi người không thể tham dự đến vòng chung kết này với em, nhưng mà ở nhà thì bố mẹ luôn luôn gọi điện và cổ vũ em rất là nhiều, và thậm chí là hôm nay trước khi mà em tham dự đến vòng chung kết này thì bố mẹ có nhắn tin cho em là bố mẹ thắp hương cho con rồi đấy, con chỉ cần cố gắng hết sức thôi, không quan trọng kết quả như nào nhưng mà chỉ cần con hài lòng với kết quả của mình là được. Cái kế hoạch gần nhất của em sau cuộc thi là gì? Dạ, chắc chắn là khi mà mình đã làm việc với cả một tổ chức lớn rồi thì mình sẽ luôn phải tuân theo những quy định và cũng như là công việc và cũng như là sứ mệnh của không chỉ chị Duyên hay là top 3. Hơn như thế là em mong muốn rằng em có thể giúp một phần công sức nhỏ bé của mình cho những đồng bào miền Bắc đang thiên tai bão lũ. Á hậu Võ Hoàng Yến nói gì với bạn trước khi đi chung kết? Dạ, chị Yến thì luôn luôn chăm sóc cũng như là nhắn tin hỏi thăm em rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Hỏi thăm rất là nhiều, và hôm nay thì như mọi người cũng biết là chị đang có thai, cho nên là đang chuẩn bị đến ngày dự sinh nên chị không thể đến dự được. Nhưng mà chị luôn luôn là điểm dựa tinh thần vững chắc của em trong hành trình